Quyển 29, thứ 13, Thanh Văn Niệm, phần 2 của Du Giả Sứ, thứ 4. Như vậy, do thường xuyên tu tập hành trì bốn niệm trụ nên đã năng trời khiển các điên đảo thổ trọng, đã năng hiểu rõ thông đạt pháp thiện pháp bất thiện. Từ đây thực hành không gián đoạn đối với pháp ác bất thiện chưa sanh vì khiến không sanh, đối với pháp ác bất thiện đã sanh vì khiến được đoạn trừ, đối với tất cả pháp thiện chưa sanh vì muốn khiến được sanh, đối với tất cả pháp thiện đã sanh vì muốn khiến được trụ, được không quên mất như trước nói rộng cho đến thôi nhiếp tâm, giữ gìn tâm. Sao gọi là pháp ác bất thiện? Là thân ngữ ý nghiệp bị trói buộc trong việc ham muốn nhiễm ô, tức là thân ngữ ý nhiếp vào ác hạnh và năng phát khởi sở hữu phiền não của việc hành ác kia. Pháp ác bất thiện nếu chưa hòa hợp, chưa hiện tại tiền gọi là chưa sanh, nếu đã hòa hợp, đã hiện tại tiền gọi là đã sanh. Sao gọi là tất cả pháp thiện? Là tất cả pháp hoặc đối trị ác bất thiện, hoặc đối trị cái, hoặc đối trị kiết. Pháp thiện nếu chưa hòa hợp, chưa hiện tại tiền gọi là chưa sanh, nếu đã hòa hợp, đã hiện tại tiền gọi là đã sanh. Nếu khi pháp ác bất thiện chưa sanh, trước chưa hòa hợp, vì khiến không sanh nên phát khởi mong muốn, ta này muốn khiến tất cả pháp ác bất thiện đều không sanh. Đây gọi là đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì khiến không sanh nên phát sanh mong muốn. Nếu khi pháp ác bất thiện đã sanh, trước đã hòa hợp, vì khiến đoạn trừ nên phát khởi mong muốn, ta này đối với tất cả pháp ác bất thiện kia, tất cả đều không nhẫn thọ, tất cả đều đoạn diệt khiển trừ. Đây gọi là đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì khiến được đoạn trừ nên phát sanh mong muốn. Lại hết thảy pháp ác bất thiện kia, hoặc duyên việc quá khứ mà sanh, hoặc duyên việc vị lai mà sanh, hoặc duyên việc hiện tại mà sanh, như vậy pháp kia, hoặc duyên cảnh không hiện thấy, hoặc duyên cảnh hiện thấy. Nếu duyên cảnh của việc quá khứ vị lai thì gọi là duyên cảnh không hiện thấy, nếu duyên cảnh hiện tại thì gọi là duyên cảnh hiện thấy. Phải biết trong đây đối với pháp ác bất thiện duyên cảnh không hiện thấy, chúng chưa sanh, muốn khiến không sanh, chúng đã sanh, muốn khiến đã trừ vĩnh viễn, nên tự mình sách tấn, tự mình nỗ lực, đây gọi là sách tấn nỗ lực. Đối với pháp ác bất thiện duyên cảnh hiện thấy, chúng chưa sanh, muốn khiến không sanh, chúng đã sanh, muốn khiến đã trừ vĩnh viễn, nên tránh siêng năng dũng mãnh, đây gọi là phát khởi siêng năng tinh tấn. Vì sao như vậy? Vì phải bền vững tự mình sách tấn, tự mình nỗ lực chân tránh siêng năng dũng mãnh mới khiến các pháp ác bất thiện kia hoặc không sanh trở lại, hoặc đoạn diệt vĩnh viễn. Lại đối với các triền phẩm hạ phẩm trung, nếu chúng chưa sanh muốn khiến không sanh, nếu chúng đã sanh muốn khiến đoạn trừ vĩnh viễn, nên tự mình sách tấn nỗ lực. Đối với triền phẩm thượng, nếu chúng chưa sanh muốn khiến không sanh, nếu chúng đã sanh muốn khiến đoạn diệt vĩnh viễn, nên phát khởi siêng năng tinh tấn. Lại, nếu hành ở cảnh giới quá khứ, lúc hành như vậy không khiến phiền não duyên cảnh kia mà sanh khởi, giả sử vì quên mất niệm tạm thời sanh khởi, thì không nhẫn thọ, nhanh chóng đoạn diệt, khiển trừ loại bỏ. Như duyên quá khứ thì lành, thì hành ở cảnh giới vị lai phải biết cũng vậy. Như vậy pháp ác bất thiện chưa sanh, năng khiến không sanh, đã sanh năng đoạn trừ, đây gọi là sách tấn nỗ lực. Nếu hành ở cảnh giới sở duyên hiện tại, lúc hành như vậy không khiến phiền não duyên cảnh giới hiện tại mà sanh khởi, giả sử vì quên mất niệm tạm thời sanh khởi thì không nhẫn thọ, nhanh chóng đoạn diệt, trừ khiển loại bỏ. Như vậy pháp ác bất thiện chưa sanh, năng khiến chẳng sanh, đã sanh năng đoạn trừ, đây gọi là phát khởi siêng năng tinh tấn. Hoặc lại có pháp ác bất thiện chỉ do sức phân biệt sanh khởi, chẳng phải do sức cảnh giới, hoặc có pháp ác bất thiện do sức phân biệt sanh khởi, cũng do sức cảnh giới. Nếu chỉ do sức phân biệt sanh khởi, chẳng phải do sức cảnh giới, đó là vào lúc trụ tư duy cảnh giới quá khứ vị lai nên sanh khởi. Nếu do sức tư duy sanh khởi, cũng là sức cảnh giới, đó là vào lúc hành duyên cảnh giới hiện tại mà sanh khởi kia, đừng lúc bấy giờ quyết định cũng có phân biệt phi lý. Nên biết trong đây, nếu pháp ác bất thiện chỉ do sức phân biệt sanh khởi, chẳng phải sức cảnh giới thì chúng chưa sanh, năng khiến không sanh, chúng đã sanh năng khiến đoạn trừ, đây gọi là sách tấn nỗ lực. Nếu do sức phân biệt sanh khởi, cũng do sức cảnh giới thì chúng chưa sanh, năng khiến không sanh, chúng đã sanh, năng khiến đoạn trừ, đây gọi là phát khởi siêng năng tinh tấn. Lại nữa, đối với tất cả pháp thiện chưa sanh, vì khiến sanh nên sanh mong muốn, đó là sở hữu pháp thiện chưa được, chưa hiện tại tiền, vì muốn khiến được, khiến hiện tại tiền, nên phát tâm mong muốn phát khởi mãnh liệt, mong cầu đạt được, mong cầu hiện tiền để điều kia thành hiện thực. Đây gọi là đối với tất cả pháp thiện chưa sanh, vì khiến sanh khởi nên sanh mong muốn. Đối với tất cả pháp thiện đã sanh,
Vì muốn khiến chủ kiến không quên mất kiến tu viên mãn nên sanh mong muốn, đó là sở hữu thiện pháp đã đạt được, đã hiện tại tiền, gọi là thiện pháp đã sanh. Đối với thiện pháp đây đã được không quên mất, đã được không thối chuyển, nhưng đây nói rằng vì muốn khiến trụ, đối với thiện pháp đây hiện tiền biết rõ ràng, tánh không ám đội, nhưng đây nói rằng khiến không quên mất, đối với thiện pháp đây đã được hiện tiền luôn luôn tu tập, thành tựu rốt ráo, nhưng đây nói rằng khiến tu viên mãn, đối với thiện pháp đây phát tâm mong muốn phát khởi mãnh liệt, mong cầu an trụ bền vững, mong cầu không quên, mong cầu tu viên mãn khiến hiện tại tiền. Đây gọi là đối với tất cả thiện pháp đã sanh, vì muốn khiến trụ, khiến không quên mất, khiến tu viên mãn nên sanh mong muốn. Lại sách tấn nỗ lực, tức là đối với pháp thiện đã được, vì khiến hiện tiền phát khởi siêng năng tỉnh tấn, tức là đối với pháp thiện chưa được, vì khiến được. Lại sách tấn nỗ lực, tức là đối với pháp thiện đã sanh, vì mong muốn khiến trụ, khiến không quên mất, phát khởi siêng năng tỉnh tấn, tức là đối với pháp thiện đã sanh, vì khiến tu viên mãn. Lại đối với pháp thiện phẩm trung, phẩm hạ, chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ, khiến không quên mất, đây gọi là sanh tấn nỗ lực. Đối với pháp phẩm, pháp thiện phẩm thượng, chưa sanh khiến sanh, đã sanh cho đến khiến tu viên mãn, đây gọi là phát khởi siêng năng tinh tấn. Nói sanh tấn tâm là phương tiện tinh cần đặt tâm trong sự tu tánh nhất cảnh của Samatha, vì khiến các pháp ác bất thiện chưa sanh không sanh, nói rộng cho đến vì muốn khiến tất cả pháp thiện đã sanh được trụ, được không quên mất, khiến tu viên mãn. Do nhân duyên đây, nếu tâm ở bên trong rất hồn muội yếu hèn hoặc sợ hãi hạ liệt, quán thấy tâm đầy rồi, lúc ấy tùy nắm giữ một chủng tướng cử tịnh diệu, ẩn cần sách tấn nỗ lực khiến tâm hoàn hỷ, đây gọi là sách tấn tâm. Nói giữ gìn tâm là lúc tu tướng cử, nơi tâm trạo động hoặc sợ hãi trạo động, quán thấy tâm đầy rồi, bây giờ trở lại thu nhiếp tâm ở bên trong tu Samatha, đây gọi là giữ gìn tâm. Bốn loại như vậy cũng gọi là chánh thắng, tức là đối với các pháp thuộc phẩm hắc, chúng chưa sanh, vì kiến không sanh, chúng đã sanh, vì kiến đoạn diệt, nên sanh khởi mong muốn sanh tấn nỗ lực, phát khởi siêng năng tinh tấn sanh tấn tâm, giữ gìn tâm. Đây là hai chánh thắng. Đối với các phẩm bạch, các pháp phẩm bạch, chúng chưa sanh, vì muốn kiến sanh, phải biết như trong phẩm bạch đã rộng nói, đây là hai chánh thắng. Bốn chủng như sau cũng gọi là chánh đoạn. Một, luật đoạn nghi, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì khiến đoạn diệt nên sanh tâm mong muốn sách tấn nỗ lực cho đến nói rộng. Hai, đoạn đoạn, đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì khiến không sanh nên sanh tâm mong muốn sách tấn nỗ lực cho đến nói rộng. Đối với sự việc ác bất thiện đã sanh, phải tu luật nghi khiến kết đoạn diệt chẳng nên lãnh thọ, do nhân duyên đây gọi là luật nghi đoạn. Đối với sự việc ác bất thiện chưa sanh, vì muốn khiến kết đoạn diệt chẳng hiện hành, vì muốn khiến kia đoạn diệt chẳng hiện tiền, vì đoạn điều nên đoạn nên gọi là đoạn đoạn. Ba, tổ đoạn, đối với tất cả pháp thiện chưa sanh, vì khiến sanh, nói rộng cho đến sách tấn tâm, giữ gìn tâm. Đối với pháp thiện luôn tu luôn tập, chỗ trước kia chưa được năng khiến hiện tiền, năng có sự đoạn trừ cho nên gọi là tổ đoạn. Bốn, phòng hộ đoạn, đối với tất cả pháp thiện đã sanh, vì muốn khiến an trụ, nói rộng cho đến sách tấn tâm, giữ gìn tâm. Đối với pháp thiện đã được, đã hiện tại tiền, thì sát lìa phóng dật, tu không phóng dật, đang khiến trụ ở pháp thiện không quên mất, tu tập viên mãn. Phòng hộ sở hữu thiện pháp đã sanh, đang có sự đoạn trừ, cho nên gọi là phòng hộ đoạn. Như vậy đã biện biệt rộng bốn chánh đoạn. Là nghĩa tóm lược của phần này như thế nào? Đó là vì hiển thị trong việc nắm giữ phẩm bạch, xả bỏ phẩm hắc ý vui, tăng thượng viên mãn và gia hạnh viên mãn, cho nên tuyên nói bốn loại chánh đoạn. Nên biết trong đây, do sanh tâm mong muốn nên ý vui tăng thượng viên mãn, do tự sanh tấn nỗ lực nên phát khởi siêng năng tinh tấn, do sanh tấn tâm giữ gìn tâm nên gia hạnh viên mãn. Vị thầy Tu Du Già chỉ có việc đây là chánh đáng nên làm, đó là vì đoạn diệt pháp nên đoạn diệt, và vì đạt được pháp nên đạt được trước, nên sanh khởi mong cầu vui muốn. Vì đoạn các triền lại nên thời thời tránh riêng tu tập tướng chỉ cử xả, vì đoạn các triền và tùy miên lại nên tu tập thêm thiện pháp đối trị, vì hiện tất cả việc làm như vậy. Tuyệt nói bốn chánh thắng và bốn chánh đoạn, đây là nghĩa tóm lược. Từ đây lại tiếp tục tu bốn tam ma địa, đó là dục tam ma địa, cần tam ma địa, tâm tam ma địa, quán tam ma địa. Phải biết do lực tăng thượng của dục nên đắc tam ma địa, gọi là dục tam ma địa. Do lực tăng thượng của cần nên đắc tam ma địa, gọi là cần tam ma địa. Do lực tăng thượng của tâm
Nền đất Tam Ma Địa gọi là tâm Tam Ma Địa, do lực tác động của quán nền đất Tam Ma Địa gọi là quán Tam Ma Địa. Nếu lúc ấy chỉ thuần sanh vui mong muốn, đã sanh vui mong muốn nên đối với tự tánh nhân duyên quá hoạn, đối với trị của sở hữu các pháp ác bất thiện, tránh tư duy quán xét thẳm sâu phát khởi niệm nhất cảnh, đối với tự tánh nhân duyên công đức xuất ly của các pháp thiện, tránh tư duy quán xét thẳm sâu trụ niệm nhất cảnh, tức vì tu tập nhiều như thế mà được xúc tánh nhất cảnh, đối với các triển hiện hành của các sở hữu pháp ác bất thiện đang khiến ra lìa, nhưng chưa vĩnh viễn hạ được tùy miên của phiền não, đây gọi là lực tăng thượng của dục khiến đắc tầm mà địa. Nếu đối với cảnh giới sở duyên quá khứ vị là hiện tại, năng thuận theo sở hữu các pháp ác bất thiện, năng thuận theo triển của phiền não phẩm thượng trùng hạ, tất cả chúng chưa sanh vì khiến không sanh, chúng đã sanh vì khiến đoạn diệt, nên tự mình sanh tấn, tự mình nỗ lực phát khởi siêng năng tinh tấn ở nơi tự tánh nhân duyên đối trị quá hoạn của sở duyên kia, của cảnh giới kia, tránh quan sát tư duy thẳm sâu an trụ niệm nhất cảnh. Do nhiều an trụ như thế nên năng tránh sanh khởi tâm nhất cảnh tánh, năng khiến xả lìa đối với sở hữu các triển hiện hành của pháp ác bất thiện, nhưng chưa vĩnh viễn hại được tùy miên của phiền não, đây gọi là lực tăng thượng của cần khiến đắc tam mà điện. Nếu lại sách tấn các tâm hạ liệt, hoặc lại chế ngự gìn giữ các tâm trạo cử, lại thời thời tu tập tăng thượng xả, do nhân duyên đầy đối với sở hữu các pháp ác bất thiện, hoặc năng thuận theo các pháp ác bất thiện và đối với các pháp thiện, hoặc năng thuận theo tự tánh nhân duyên quá hoạn, công đức đối trị xuất ly của sở hữu pháp thiện, tránh tư duy quán sát thẳm sâu an trụ niệm nhất cảnh. Do nhiều an trụ như thế, năng tránh sanh khởi tâm tánh nhất cảnh cho đến nói rộng, đây gọi là lực tăng thượng của tâm khiến đắc đảm mà địa. Nếu đối với pháp ác bất thiện mà năng thuận theo đó tác ý tư duy cho là không như lý, lại đối với pháp thiện năng thuận theo đó tác ý tư duy cho là như lý. Như vậy vì xa lìa các triền và năng sanh khởi đối trị các triền, quyết định lấy pháp thiện làm thượng thủ nên năng khiến sở hữu các pháp ác bất thiện đều chẳng hiện hành, bèn tự tư duy. Tại này là có hiện hữu pháp ác bất thiện mà không nhận biết chăng? Này là không hiện hữu pháp ác bất thiện mà không nhận biết chăng? Tại này cần phải quán xét tỉ mỉ khắp cả. Vị kia do lực tăng thượng của tác ý quán sát, tự mình chân tránh quán sát đoạn và chưa đoạn, tránh tư duy quán xét thẳm sâu, an trụ niệm nhất cảnh. Do nhiều an trụ như thế nên năng chứng tâm tánh nhất cảnh. Do nhân duyên đầy lìa tăng thượng mạng, tự mình biết như thật. Ta chỉ ở nơi chuyển tâm được giải thoát, nhưng ở nơi tất cả ngóc ngách tùy miên tâm chưa được giải thoát, ta chỉ mới đạt được và tu tập đối trị các triền, quyết định lấy sở hữu phát hiện làm thượng thủ mà chưa đạt được và chưa tu tập đối trị tùy miên, đây gọi là lực tăng thượng của quán nên đắc tam mà địa. Người kia do lực tăng thượng của bốn tam mà địa được xa lìa các triền, tại vì vĩnh viễn hại diệt các tùy miên của tất cả pháp ác bất thiện, cũng vì tu tập các phát hiện năng đối trị kia, bèn sách khởi hơn nữa vui mong muốn sách tấn nỗ lực, nói giọng như đạo lý gia hạnh tu tập bốn chánh đoạn ở trước. Khi người kia tránh tu tập như vậy, có tám đoạn hành, vì muốn vĩnh viễn hại diệt các tùy miên, vì khiến tà ma địa được viên mãn, nên chuyển sai biệt. Những gì gọi là tám chủng đoạn hành? Một dục, tức phát khởi mong cầu vui muốn, ta tu tam ma địa vào lúc nào sẽ được viên mãn, ta vào lúc nào sẽ năng đoạn diệt sở hữu tùy miên của pháp ác bất thiện. Hai, sách tấn nỗ lực, đó là không xả bỏ gia hạnh cho đến sở hữu tu tập các đối trị. Ba, tín, vì không xả bỏ mà tránh an trụ gia hạnh nên đối với sở chứng ở trên sanh tín hiểu sâu. Bốn, an, vì tín thanh tịnh làm dẫn đầu khiến tâm sanh hoan hỷ, vì tâm hoan hỷ dần dần thứ lớp dứt trừ pháp ác bất thiện thô trọng. Năm, niệm, vì năng nhiếp trì phẩm samatha, an trụ tâm ở nơi chín trùng tướng. Sáu, tránh biết là tuệ của phẩm tỳ bát xá na. Bảy, tư, là tạo tác của tâm. Lúc tránh quan sát đoạn chừa đoạn, nơi tâm tạo tác này dẫn phát hai loại thần nghiệp và ngữ nghiệp năng thuận theo trì quán. Tám, xả, là ở trong hành quá khứ vị là hiện tại thuận theo các pháp ác bất thiện mà tâm không nhiễm ô, tánh tâm bình đẳng. Do hai nhân duyên, ở nơi việc đoạn trừ tùy miên phân biệt biết rõ, đó là do cảnh giới không hiện thấy tư và do cảnh giới hiện thấy xả. Như vậy gọi là tám chủng đoạn hành, cũng gọi là thắng hành. Tám chủng đoạn hành thắng hành như vậy tức là du già hại diệt tùy miên. Trong đây dục tức là dục của du già, sách tấn nỗ lực tức là tinh tấn của du già, tín tức là tín của du già, an niệm tránh biết từ xả tức là phương tiện của du già. Như vậy trong đây hoặc trước nói bốn tam ma địa là dục cần tâm quán, hoặc đây nói tám chủng đoạn hành tức lúc đã trở vĩnh viễn sở hữu tùy miên
thì Tam Ma Địa thành tựu trọn vẹn viên mãn. Tất cả gọi chung là thần túc do dục Tam Ma Địa đoạn hành thành tựu, thần túc do cần Tam Ma Địa đoạn hành thành tựu, thần túc do tầng Tam Ma Địa đoạn hành thành tựu, thần túc do quán Tam Ma Địa đoạn hành thành tựu. Hỏi: vị nhân duyên nào gọi là thần túc? Đáp: những người có chân năng tới năng lui, chạy nhảy mạnh mẽ, kia năng đắc, năng chứng sở hữu các pháp thủ thắng của thế gian. Pháp thủ thắng của thế gian gọi là thần. Người kia có khả năng đạt đến đó nên gọi là thần túc. Nếu có các pháp như vậy, tức có Tam Ma Địa thành tựu trọn vẹn viên mãn, tâm của người kia sáng sạch thành tịnh, không các tỷ vết ô uế, lìa tùy phiền não, an trụ chân chánh, có khả năng kham chịu đạt được sự bất động. Như người năng tới năng lui, chạy nhảy mạnh mẽ, kia năng đắc năng chứng pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian tối thắng tự tại, là thần tối thắng, người kia năng chứng được pháp đây nên gọi là thần túc. Người kia lấy Tam Ma Địa thủ thắng như vậy làm chỗ nương tựa giữ gìn, vì lấy Tam Ma Địa thủ thắng làm chỗ nương, năng tinh tấn tu tập sở hữu du già của tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Vì tinh tấn tu tập du già đây nên đối với những điều chứng đắc của đại sư và đệ tử khác sanh sầu thắng giải, sanh sầu tịnh tín. Về nghĩa tăng thượng của tín thành tịnh đây nên gọi là tín căn. Hỏi: tín tấn niệm định tuệ lấy việc gì làm tăng thượng? Đáp: tín đây lấy việc năng sanh khởi các pháp xuất thế gian làm thượng thủ, lấy việc năng phát khởi tinh tấn niệm định tuệ làm tăng thượng. Hết thảy pháp còn lại như tinh tấn, lấy việc năng sanh khởi pháp xuất thế gian làm thượng thủ, lấy việc phát khởi chuyển chuyển niệm định tuệ làm tăng thượng, cho đến tuệ chỉ lấy việc năng sanh khởi pháp xuất thế gian làm tăng thượng, cho nên tín tấn niệm định tuệ gọi là năm căn. Nếu lại rõ biết sở chứng trước sau có sự sai khác, từ đây năng đối với sở chứng pháp xuất thế gian về sau mà sanh sâu thắng giải, sanh sâu tịnh tín, vì nghĩa khó khuất phục của tín thành tịnh đây nên được gọi là tín lực. Hỏi: ai không thể khuất phục? Đáp: tín thành tịnh đây hoặc thiên hoặc ma hoặc các sa môn hoặc bà la môn hoặc các thế gian khác không như pháp chẳng thể dẫn dụ đoạn mất, các phiền não triền cũng không thể làm khuất phục, cho nên gọi là khó khuất phục. Tín đây làm thượng thủ, tín đây làm tiền hành của các pháp khác. Những pháp còn lại như tinh tấn cũng được gọi là lực, vì các lực đầy có đầy đủ oai thế lớn, năng bẻ gãy hàng phục tất cả thế lực ma quân, năng chứng đắc tất cả các lậu tận trừ vĩnh viễn nên gọi là lực. Phải quán trong đây tín căn tín lực, tức là sở hữu tín thành tịnh trong bốn chứng tịnh. Vì cớ sao? Vì sự chứng nhập chánh tánh ly sanh và sở hữu chứng tịnh đều do nhân đầy duyên đầy thứ tự đầy. Bởi tín căn tín lực tức là quả tăng thượng của sự kia, nên Đức Thế Tôn theo sự tường thuộc nhau của đạo lý nhân quả mà dạy rằng phải quán tức chứng tịnh của kia chẳng phải là thể của kia, chẳng phải là tướng của kia. Phải quán trong đây tinh tấn căn tinh tấn lực, tức là sở hữu tinh tấn ở trong bốn chánh đoạn. Để là chánh đoạn nào? Đó là phương tiện chánh đoạn năng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kiến đạo sở đoạn. Ở trong đây ý nói chánh đoạn là như thế, do chánh đoạn đây sẽ rốt ráo năng đoạn sở hữu các pháp ác bất thiện. Phải quán trong đây niệm căn niệm lực, tức là sở hữu chánh niệm trong bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ đầy năng đoạn dứt các điên đảo không sót thừa. Phải quán trong đây định căn định lực, tức là sở hữu chánh định trong bốn tịnh lực. Các tịnh lực đây năng là phương tiện chứng đắc quả bất hoàn. Phải quán trong đây tuệ căn tuệ lực, tức là sở hữu chánh trí trong bốn thánh đế. Trí thánh đế ở nơi bốn thánh đế đây kiến chứng hiện quán đắc quả sa môn, tức do dần 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 tu dần tập, dần tu tập nhiều các căn các lực như vậy làm nhân duyên nền năng phát khởi bốn chủng thiện căn thuận phần quyết trạch phẩm hạ trung thượng. Những gì là bốn? Một noãn, hai đảnh, ba nhẫn, thuận đế, bốn pháp thế đệ nhất. Thế như có người muốn có lửa để làm những việc cần thiết, vì tìm lửa người này dùng gỗ mục để ở dưới, lấy rồi lửa đặt ở trên, siêng năng sách tấn nỗ lực mạnh mẽ để rồi. Do người kia lúc ấy siêng năng sách tấn nỗ lực mạnh mẽ rồi mà như vậy nên củi ở dưới bắt đầu sành hơi ấm, kế đến hơi ấm tăng lên dần, khi nóng tăng dần gấp bội liền phát khói, rồi lửa không có ngọn bỗng nhiên phát xanh, kế đến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ không tắt, lúc đó mới dùng lửa làm những việc cần thiết. Nhưng người dùi lửa siêng năng sách tấn nỗ lực dõng mãnh rồi tìm lửa thì dần tu dần tập, dần tu tập nhiều năm căn năm lực. Phải biết cũng vậy, như gỗ mục ở dưới bắt đầu xanh hơi ấm thì thiện căn noãn cũng như vậy, vì lửa pha vô lậu xanh khởi trước tiên thiêu đốt các phiền não, như hơi ấm tăng lên khi nóng bốc ra
thì thiện căn đảnh cũng như vậy. Như tiếp theo khói bỗng nhiên xuất hiện thì thiện căn nhẫn thuật đế cũng như vậy. Như lửa không ngừng bốc cháy mạnh mẽ thì thiện căn đế. Thiện căn pháp thế đệ nhất nhiếp lấy thánh pháp vô lậu sơ thế do năm căn nằm lửa không gián đoạn phát sanh nên biết cũng vậy. Việc đây lại như thế nào? Đó là bảy giác tri. Các vị đạo giả là đã chứng nhập chánh tánh ly sanh giác tuệ như thật, dụng để làm tri nên gọi là giác tri. Tức bảy chủng giác tri như thật đây nhiếp thuộc ba phẩm. Đó là ba giác tri nhiếp vào phẩm Samatha, ba giác tri nhiếp vào phẩm Tỳ Bát Xá Na, một giác tri còn lại thông nhiếp vào cả hai phẩm kia, cho nên gọi là bảy chủng giác tri. Phẩm quán nhiếp lấy ba giác tri là trạch pháp giác tri, tinh tấn giác tri, hỷ giác tri. Phẩm chỉ nhiếp lấy ba giác tri là an giác tri, định giác tri, xả giác tri. Chủng niệm giác tri còn lại nhiếp vào cả hai phẩm, gọi là vào khắp hành. Lúc bấy giờ vị kia trước tiên đạt được bảy giác tri như vậy, gọi là bậc sở hữu học, đã thấy dấu vết thánh đế, kia đã vĩnh viễn đoạn diệt tất cả phiền não kiến đạo sở đoạn, duy chỉ còn lại tất cả phiền não tụ đạo sở đoạn. Vì đoạn kia nên tu tập ba uẩn nhiếp lấy tám thánh đạo tri, trong đầy chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn nhiếp thuộc tuệ uẩn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nhiếp thuộc giới uẩn, chánh niệm, chánh định nhiếp thuộc định uẩn. Hỏi vì nhân duyên gì gọi là tám thánh đạo tri? Đáp, các bậc thánh hữu học đã thấy dấu tích do tám tri đầu nhiếp dấu tích hành chánh đạo, năng đoạn dứt tất cả phiền não không sót thừa, năng ở nơi giải thoát tác chứng rốt ráo, cho nên gọi là tám thánh đạo tri. Phải biết trong đây hoặc lúc hành giác tri có được hiểu biết chân thật hoặc đã đắc kia, dùng tuệ an lập như điều chứng đắc mà hiểu biết, tóm lược hai điều trên hợp chung lại gọi là chánh kiến. Do lực tăng thượng của chánh kiến đây phát khởi ra khỏi xa lìa tư duy phân biệt không khỏe không hại, đây gọi là chánh tư duy. Nếu hữu tâm thú nhập vào tâm tư thì vị kia chỉ tìm cầu suy nghĩ tướng trạng như vậy. Nếu hữu tâm thú nhập vào những ngôn luận, tức do lực tăng thượng của chánh kiến nên chỉ phát khởi tư duy thiện, chỉ phát khởi trùng trùng ngôn luận như pháp, đây gọi là chánh ngữ. Nếu như pháp cầu y phục, thức uống ăn, các tọa ngoạ cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng nuôi thân khác, vào lúc truy cầu hoặc đi hoặc về, an trụ chánh biết, hoặc thấy hoặc nhìn hoặc co hoặc duỗi, hoặc giữ y bát và tăng giả lê, hoặc ăn hoặc uống hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết, hoặc vào lúc trụ đối với hết thảy vật như y phục đã cầu được, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, nói rộng cho đến ngủ dài lao an trụ chánh biết, đây gọi là chánh nghiệm. Như pháp truy cầu y phục thức uống ăn cho đến các vật dụng nuôi thân khác, giả để tất cả pháp sanh khởi tạm mạng, đây gọi là chánh mạng. Nếu hành viễn ly nhiếp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vị kia trong lúc chứng đã các giác trì trước đã đạt được tác ý vô lậu. Hỏi, cớ sao đây gọi là giới mà bậc thánh yêu thích? Đáp, bởi lẽ các bậc thánh hiền thiện chánh trí trường thời yêu thích mến mộ duyệt ý, ta không hề nào thuận theo các ngữ ác hạnh, các thần ác hạnh, các việc tà mạng, không thực hành thuận theo luật nghi. Do vị kia điềm dài đối với giới đây phát sanh yêu thích mến mộ duyệt ý, nên khi đạt được gọi là điều yêu thích của bậc thánh, đã đạt được giới mà bậc thánh yêu thích, chọn không chánh biết mà nói vọng ngữ, chọn không cố ý suy nghĩ hại mạng chúng sanh, chọn không cố ý suy nghĩ lấy của không cho, chọn không cố ý suy nghĩ hành dục tà mạng, hành dục tà hạnh, chọn không tìm cầu y phục phí pháp. Tức là do lực tăng thượng của giới mà bậc thánh yêu thích như thế, nên trong lúc tu đạo cho đến chỗ có sanh khởi của ngữ nghiệp, thần nghiệp của việc nuôi dưỡng thần mạng cũng được gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vị kia đương theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đây, siêng năng tu hành nắm giữ tất cả dục cần, tinh tấn dũng mãnh xuất ly, phát khởi năng lực sanh tấn nỗ lực tương tục không gián đoạn gọi là chánh tinh tấn. Người thành tựu chánh tinh tấn như vậy, do lực tăng thượng của bốn niệm trụ nên đắc chánh niệm nhiếp thuộc chín chủng hành tướng không điên đảo, năng nhiếp lấy chín chủng hành tướng tâm trụ, đây gọi là chánh niệm và chánh định. Hệ thải tám thánh đạo chỉ như thế lập chung làm hai chủng, đó là không có sở tác và trụ sở tác. Không có sở tác là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trụ sở tác lại có hai loại, đó là Samatha và Tỳ Bát Xá Na. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh tình tấn là Tỳ Bát Xá Na. Chánh niệm, chánh định là Samatha. Như vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thành tịnh, làm chỗ nương tựa ở trong mọi thời tu tập trì quán, sẽ năng chứng đắc các kiết, vĩnh viễn đoạn trừ không sót thừa. Sẽ năng đắc quả tối thượng A-la-hán, vì trường thời tu tương tục gọi là tu đạo, vì luôn luôn tu tập đoạn phiền não,
nên Hoát Nhân Trí sanh gọi là kiến đạo. Vì lúc trí đầy tạm khởi, tức năng vĩnh viễn đoạn dứt các phiền não, do nhân duyên đầy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong sự tu đạo mới bắt đầu kiến lập. Do hết thảy việc như vậy, lần hồi thứ lớp phương tiện gia hạnh, tu tập hết thảy 37 chủng pháp Bồ Đề Phần, đây gọi là tu Bồ Đề Phần. 13 quả tu, đó là 4 quả sa môn, 1 quả dược lưu, 2 quả nhất lai, 3 quả bất hoàn, 4 quả tối thượng A-la-hán. Trong đây sao gọi là sa môn, sao gọi là quả thánh đạo, gọi là sa môn. Trong đây sao gọi là sa môn, sao gọi là quả thánh đạo, gọi là sa môn. Phiền não được đoạn gọi là quả, lại đạo sanh sau, hoặc phẩm trung, hoặc phẩm thượng, hoặc quả của đạo sanh đã sanh khởi trước. Hỏi vì sao kiến lập bốn quả như vậy? Đáp vì đối trị bốn chủng các phiền não, đó là các vô sự năng trêu cảm hướng đến ác, vì đoạn nhận phiền não dẫn đến ác và vì năng đoạn kia đối trị sanh nên lập quả dự lưu, mà Đức Bạc Giả Phạm thuyết vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử nên lập quả đây, đó là vì nương ba phẩm có ba chủng kiết chướng ngại thánh đạo khiến không thể sanh khởi: một phẩm tại gia, hai phẩm pháp ác thuyết tỷ nại gia, ba phẩm pháp thiện thuyết tỷ nại gia. Nhưng phẩm tại gia có thân kiến, do kiến đây nên sanh sợ hãi, ngay lúc đầu không muốn phát khởi, hướng đến thánh đạo. Nương phẩm pháp ác thuyết tỷ nại gia có giới cấm thủ, do giới cấm thủ đây nên tỷ đã phát khởi hướng đến mà hành tà vậy, do đây chẳng thể sanh khởi thánh đạo. Nương phẩm pháp thiện thuyết tỷ nại gia có nghi hoặc, do nghi hoặc đây tỷ đã phát khởi hướng đến không hành tà vậy, nhưng đối với chánh đạo chưa thể tu tập xuyên suốt, nên ở trong việc nhận thức như thật, sự sở trì sanh do dự nghi hoặc làm chướng ngại khiến không sanh khởi thánh đạo. Do nhân duyên này trên nói đoạn kiết đầy lập quả dự lưu, quả dự lưu còn nhiều nhất 7 lần trở lại hữu, cho nên vẫn còn tương tục tái sanh nhiều lần. Nếu đoạn trừ phiền não tái sanh tương tục không còn tiếp nối sanh lập quả nhất lai, tức là đã vĩnh viễn đoạn trừ phiền não của việc tái sanh tương tục nhiếp thuộc hữu cõi trời, nhiếp thuộc hữu cõi người. Chỉ thọ sanh một lần ở cõi trời, thọ sanh một lần ở cõi người thì lúc bấy giờ lập quả nhất lai. Nếu đã vĩnh viễn đoạn trừ sở hữu phiền não năng cảm sanh trở lại, chỉ thọ sanh một lần hữu cõi trời, lúc bấy giờ lập quả bất hoàn. Nếu đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não năng cảm sanh hữu, kiến lập quả tối thượng A-la-hán. Đức Bảo Giả Phạm nói, đoạn trừ vĩnh viễn bà kiết tham sân si mỏng, lập quả nhất lai. Đoạn trừ vĩnh viễn năng thuận theo năm hạ phần kiết, lập quả bất hoàn. Đoạn trừ vĩnh viễn rốt ráo tất cả phiền não, lập quả tối thượng A-la-hán. Đây gọi quả tu. Lại nếu Bồ Đạt Giả La hành tham sân si mạn tầm tư, thì trước phải tu hành thanh tịnh ở nơi sở duyên tịnh hành, sau mới chứng tâm chánh an trụ ở nơi các cảnh giới sở duyên riêng khác của mỗi hành, nhất định nương thế lực của sự cảnh sở duyên sai biệt để siêng tu gia hạnh. Nếu Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần để theo chỗ vui thích phàm duyên cảnh kia mà siêng tu gia hạnh, siêng tu như vậy chỉ khiến tâm an trụ, chẳng phải thanh tịnh hành kia. Như Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần thì Bồ Đạt Giả La hành mỏng trần phải biết cũng vậy, nhưng các hành kia cũng có sự sai khác. Đó là Bồ Đạt Giả La hành tham, lúc siêng tu hành cần yếu phải trải qua lâu xa mới chứng tâm trụ. Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần lúc siêng tu hành không cần vượt qua lâu xa năng chứng tâm trụ. Bồ Đạt Giả La hành mỏng trần lúc siêng tu hành tối cực nhanh chóng năng chứng tâm trụ. Hỏi, trước đã rộng nói rộng hành tướng sai khác của Bồ Đạt Giả La hành tham, còn Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần và Bồ Đạt Giả La hành mỏng trần có hành tướng thế nào? Đáp, Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần cũng có tất cả sở hữu hành tướng như Bồ Đạt Giả La hành tham kia, nhưng hành tướng của Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần chẳng phải vượt trên, chẳng phải cao hơn, để theo sự gặp duyên mà có sai khác. Chỗ thì thiết hành của Bồ Đạt Giả La hành tham và Bồ Đạt Giả La hành đẳng phần tương tự nhau. Hành tướng của Bồ Đạt Giả La hành mỏng trần có sự khác biệt, đó là: một, không nhiều trọng chướng; hai, ban đầu thanh tịnh; ba, từ lượng đã đủ; bốn, có nhiều tịnh tín; năm, thành tựu thông tuệ; sáu, đủ các phước đức; bảy, đủ các công đức. Một, không nhiều trọng chướng, không có ba chướng. Những gì là ba? A, nghiệp chướng; B, phiền não chướng; C, dị thục chướng. Nghiệp chướng là năm nghiệp vô gián và các suy nghĩ cố tạo ra các nghiệp ác, ác nghiệp nặng chồng chất. Nếu quả dị thục của nghiệp kia lúc chín muồi năng chướng ngại khiến không sanh khởi chánh thánh đạo, đây gọi là nghiệp chướng. Phiền não chướng là phiền não mãnh lợi, phiền não trường thời. Do phiền não đây ở trong hiện pháp, dù có trùng trùng sở duyên tịnh hành cũng chẳng thể khiến thành tịnh,
Đây gọi là phiền não chướng, dị thục chướng, hoặc có nơi sanh đến, nương ở nơi đó thánh đạo không phát sanh, không tăng trưởng, và ở nơi sanh đến kia quả dị thục như thế sanh, hoặc có nơi sanh đến, nương ở nơi đó thánh đạo tuy được sanh trưởng, mà ở nơi đó quả dị thục sanh, là điếc, ngủ đội, ngốc nghếch, mù lạ, cầm ngọng, dùng tay thay lời, không có sức, không có khả năng để hiểu rõ pháp nghĩa là ác thuyết hay thiện thuyết, đây là dị thục chướng. Hai, ban đầu thành tịnh là giới thiện thành tịnh và kiến chánh trực. Giới thiện thành tịnh do mười duyên nên biết như trước, kiến chánh trực hoặc có cái thấy vì tương ưng tịnh tín, vì tương ưng thắng giải, vì xa lìa dối trá rủa nịnh, vì khéo tự suy pháp nghĩa, không nghi không hoặc, gia hạnh xuất ly, cho nên gọi là chánh trực. Như vậy, có cái thấy chánh trực vì tương ưng tịnh tín nên đối với chánh pháp và tỷ nại gia của Phật không thể bị dẫn đoạt. Vì tương ưng thắng giải nên đối với thần lực uy đức của chư Như Lai và thánh đệ tử không thể nghĩ bàn, đối với sanh xứ sai biệt không thể nghĩ bàn, đối với giáo pháp thẩm sâu không thể lấy gì để ghi chép, sanh sâu thắng giải không kinh hãi không hoảng sợ. Vì xa lìa dối trá rùa nịnh nên có cái nhìn chân chánh trung thực, tức là như thánh giáo chánh tu hành, như điều chân thật mà tự hiển phát. Vì khéo tư duy pháp nghĩa không nghi không hoặc, gia hạnh xuất ly, nên ở nơi hết thảy pháp nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã, khéo tư duy chân chánh, khéo so lượng chân chánh, khéo quan sát chân chánh, do đầy làm nhân nên xả lìa hai đường là không hoặc không nghi, nhanh chóng được thăng tiến. Do bốn tướng đây, cái thấy như trên gọi là kiến chánh trực. Ba, tư lượng đã đủ, tư lượng nên biết như đã nói rộng ở trước, tóm lược có bốn loại: A, tư lượng phước đức; B, tư lượng trí tuệ; C, tư lượng đời trước; D, tư lượng hiện pháp. Tư lượng phước đức, vì tư lượng đầy hiện tại có được tiền của sung túc, tài sản giàu có, được gặp phước điền chân thật, là bậc thiện trí thức, xa lìa các chướng ngại, năng tinh cần tu hành. Tư lượng trí tuệ, vì tư lượng đầy nên thành tựu thông tuệ, có lực, có khả năng hiểu rõ pháp nghĩa là thiện thuyết hay ác thuyết, đạt được sự thuận theo giáo thọ, giáo giới, giáo pháp, giáo nghĩa. Tư lượng đời trước, do đời trước chứa nhóm căn lành nên đời hiện tại thu được các căn thành thục. Tư lượng hiện pháp, đời hiện tại ham muốn thiện pháp, các căn thành thục, đầy đủ luật nghi giới và luật nghi căn, nói rộng như trước. Bốn, có nhiều tịnh tín, đối với đại sư không hoặc không nghi, sanh sâu lòng tịnh tín và thực hành thắng giải. Như đối với đại sư thì đối với pháp, đối với học cũng vậy, còn lại nên biết như trước đã rộng thuyết. Năm, thành tựu thông tuệ, do đây nên đối với pháp, đối với nghĩa, nhanh chóng có khả năng lãnh thọ, trải qua thời gian lâu không bị quên mất. Sáu, đầy đủ các phước đức, do đây nên hình sắc đoan nghiêm, được mọi người vui muốn ngắm nhìn, sanh tín tâm thành tịnh, không bệnh tật, trường thọ, lời nói chân thật ôn hòa trang nghiêm, dòng tộc đầy đủ tôn quý, được mọi người biết đến, thành tựu phước lớn, thu được nhiều y phục, các vật dụng nuôi thân, được sự cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen của các quốc vương và đại thần. Bảy, đầy đủ công đức, bản tánh thành tựu chủng chủng công đức như thiểu dục, để biết các tướng đây đã nói đến trong phần vật trang nghiêm của Sa Môn, nên biết hết thảy loại tướng như thế là hành tướng giải biệt của Bồ Đạt Già La hành mỏng trần. 14. Các môn khác của Bồ Đạt Già La có 6 loại. Những gì là 6? A. Sa Môn, B. Bà La Môn, C. Phạm Hạnh, D. Bí Xô, E. Tinh Cần, F. Xuất Gia. A. Sa Môn lại có 4 loại. Những gì là 4 loại? 1. Sa Môn thắng đạo, 2. Sa Môn thiết đạo, 3. Sa Môn hoạt đạo, 4. Sa Môn hoại đạo. Nên biết trừ thiện thệ gọi là Sa Môn thắng đạo, là những bậc đã chứng đắc vĩnh viễn tận dứt tham sân si không sót thừa. Các bậc thuyết chánh pháp gọi là Sa Môn thuyết đạo, vì khiến điều phục tham sân si mà tuyên thuyết chánh pháp. Các hành giả tu tập thiện hạnh gọi là Sa Môn hoạt đạo, vì điều phục hết thảy tham sân si mà sinh tu chánh hạnh. Các kẻ hành tà hạnh gọi là Sa Môn hoại đạo, vì hủy phạm thi la hành các pháp ác. Lại bậc học và vô học gọi là Sa Môn thắng đạo, vì dùng đạo vô lậu hàng phục diệt trừ tất cả các phiền não kiến tu sở đoạn. Nếu không được gặp chư Như Lai và các Bồ Tát, vị kia vẫn vì Bồ Đề mà siêng năng tu tập chánh hạnh. Các chúng thành văn trì tam tạng gọi là Sa Môn thuyết đạo, vì nhậm vận giữ gìn pháp tỷ nại gia nơi đời, nên chuyển tránh pháp nhãn khiến chẳng hoại diệt. Nếu các Bồ Đạt Già La dị sanh tánh điều thiện, vì lợi ích bản thân mà sinh tu chánh hạnh, biết ăn năn, biết hổ thẹn, vui thích việc học chân chánh, vì đắc điều chưa đắc, vì xúc những điều chưa xúc, vì chứng những điều chưa chứng mà sinh tu gia hạnh, có lực, có khả năng khám đắc điều chưa đắc, khám xúc điều chưa xúc, khám chứng điều chưa chứng, đây gọi là Sa Môn hoạt đạo. Bởi lẽ vị kia hiện có các thiện pháp noãn, có khả năng khám nghiệm sanh trưởng, mạo căn,
thánh tuệ, được gọi là sống chẳng phải chết, cho nên gọi đây là Sa Môn Hoạt Đạo. Nếu các Bồ Đạt giả là phạm giới, hành nhiều pháp ác, nói rộng cho đến thật chẳng phải phạm hạnh, tự xưng phạm hạnh, đây gọi là Sa Môn Hoạt Đạo. Do kia ban đầu phá hoại sở hữu chánh đạo căn bản, nên không có lực, không có khả năng, không phải khí vụ sanh khởi đạo. Tuy hiện tiền có người thuyết dạy chánh đạo, cũng hiện tiền có người chứng đắc chánh đạo, nhưng kẻ kia không chứng đắc, cho nên gọi là Sa Môn Hoại Đạo. Thế Tôn Nương kia nói lời như vậy. Trong các giáo pháp Sa Môn, Bà La Môn khác chọn không có sở hữu Sa Môn thứ nhất, nói rộng cho đến Sa Môn thứ tư. Nếu ở xứ đây có 8 thánh đạo trì an lập khả đắc, tức là ở nơi pháp ấy có Sa Môn đầu tiên, nói rộng cho đến Sa Môn thứ tư. B. Bà La Môn có 3 chủng: 1. Bà La Môn chủng tánh, 2. Bà La Môn danh tưởng, 3. Bà La Môn chánh hạnh. Bà La Môn chủng tánh sanh ra trong gia đình của Bà La Môn, được sanh ra từ sản môn của mẹ, cha mẹ đều đầy đủ gọi là Bà La Môn. Bà La Môn danh tưởng đó là các thế gian do tưởng hết thầy tưởng mà giả lập môn thuyết, đây gọi là Bà La Môn. Bà La Môn chánh hạnh đó là quyết định để đến rốt ráo việc cần làm, đã có thể rời xa vứt bỏ pháp ác bất thiện. Như có điều nói, nên biết Bà La Môn đây không còn có việc cần làm thêm, việc cần làm đã làm xong, đây gọi là Bà La Môn. C. Phạm hạnh có 3 chủng: 1. Phạm hạnh thọ xa lìa, 2. Phạm hạnh tạm thời đoạn trừ, 3. Phạm hạnh rốt ráo đoạn trừ. Phạm hạnh thọ xa lìa tức là năng thọ học xa lìa tất cả hành phi phạm hạnh, pháp tập quen với dâm dục. Phạm hạnh tạm thời đoạn trừ là các dị sanh nương đạo thế gian mà ly dục dục giới. Phạm hạnh rốt ráo đoạn trừ là các bậc thánh giả chứng đắc quả bất hoại, là đắc quả tối thượng A La Hán. D. Bí xô có 5 loại: 1. Bí xô khất cái, 2. Bí xô tự xưng, 3. Bí xô danh tưởng, 4. Bí xô phá hoại phiền não, 5. Bí xô bạch tứ yết ma, thọ cụ thúc giới. E. Tinh cần có 3 loại: 1. Tinh cần dừng dứt phạm giới, đó là năng xa lìa các thân nghiệp ngữ nghiệp bất thiện. 2. Tinh cần dừng dứt cảnh giới, đó là mật hộ càn môn, phòng thủ tu phòng thủ niệm và thường thuận theo niệm như trước đã nói rộng. 13. 3. Tinh cần dừng dứt phiền não, đó là năng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kiến tu sở đoạn đối với tất cả điều đã sanh khởi trước kia, hoặc tâm tư dục, hoặc tâm tư khỏe, hoặc tâm tư hại, hoặc tham, hoặc sân, hoặc các tà kiến, hoặc phẫn hận, phú não, cuống xiển, có thể dẫn đến các đường ác thú hiểm nguy như các xứ địa ngục, chẳng phải là pháp sa môn, thì tùy theo sự sanh khởi của chúng mà không nhẫn thọ. Nếu chúng xuất hiện, tức liền đoạn diệt, trừ khiển, biến đổi, nhổ bỏ. Phải biết trong đây được có 2 chủng dừng dứt phiền não: 1 là dừng dứt tùy miên, 2 là dừng dứt các triền. F. Xuất gia có 2 chủng: 1. Ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia mà xuất gia, 2. Ở trong pháp ác thuyết tỷ nại gia mà xuất gia. Ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia mà xuất gia đó là bí xô, bí xô ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni. Lại nếu tự thân có thể xa lìa tất cả sở hữu pháp ác bất thiện, nên biết đây gọi là chân thật xuất gia. Ở trong pháp ác thuyết tỷ nại gia mà xuất gia đó là ngoại đạo hoặc hoàn toàn không mặc y, hoặc mặc y ngoại sắc, hoặc ngoại đạo tăng thượng chết cho bụi lên thân. Ngoài ra lại có hết thảy các loại ngoại đạo tương tự như vậy. Cho nên nói rằng hoặc các sa môn, hoặc bá la môn, hoặc người tu phạm hạnh, hoặc các bí xô, hoặc người tinh cần, hoặc người xuất gia, hết thảy như thế là sở hữu môn khác nhau của số thủ thú. 15 và 16, 8 chủng Bồ Đạt Già La và nhân duyên kiến lập tóm lược có 4 loại. Sao gọi là 8 loại Bồ Đạt Già La? 1. Người có khả năng khảm nghiệm, 2. Người không có khả năng khảm nghiệm, 3. Người khéo biết phương tiện, 4. Người không khéo biết phương tiện, 5. Người tu tập không gián đoạn, 6. Người tu tập có gián đoạn, 7. Người đã thường xuyên tu tập, 8. Người chưa thường xuyên tu tập. Sao gọi là nhân duyên của 4 loại mà kiến lập Bồ Đạt Già La? 8 loại Bồ Đạt Già La trên được kiến lập do nhân duyên của 4 loại sai khác. 1. Do căn sai biệt nên có căn đã thành thục và căn chưa thành thục. 2. Do du giả sai biệt nên có khéo hiểu biết du giả và không khéo khéo hiểu biết du giả. 3. Do gia hạnh sai biệt nên có tu tập ân trọng không gián đoạn và tu tập không ân trọng có gián đoạn. 4. Do thời sai khác nên có đã trường thời tu đạo và chưa trường thời tu đạo. Vì sao 4 trường sai khác như vậy năng làm nhân duyên kiến lập 8 loại Bồ Đạt Già La trước? Đó là căn đã thành thục, tức Bồ Đạt Già La có khả năng khảm nghiệm. Căn chưa thành thục, tức Bồ Đạt Già La không có khả năng khảm nghiệm. Khéo hiểu biết du giả, tức Bồ Đạt Già La khéo biết phương tiện. Không khéo hiểu biết du giả, tức Bồ Đạt Già La không khéo biết phương tiện.
Tu tập ân trọng không gián đoạn, tức Bồ Đạt Già La tu tập không gián đoạn. Đây cũng gọi là có tu tập thường thuận theo. Tu tập không ân trọng có gián đoạn, tức Bồ Đạt Già La tu tập có sự gián đoạn. Đây cũng gọi là không tu tập thường thuận theo. Đã trưởng thời tu đạo, tức Bồ Đạt Già La đã thường xuyên tu tập. Chưa trưởng thời tu đạo, tức Bồ Đạt Già La chưa thường xuyên tu tập. Đây gọi là do căn sai biệt, do dù giả sai biệt, do gia hạnh sai biệt, do thời sai biệt, nên kiến lập 8 loại Bồ Đạt Già La. Và các sở hữu Bồ Đạt Già La căn chưa thành thục, kẻ kia đều chẳng thể biện biệt được các việc sở hữu. Đó là kẻo biết phương tiện, tu tập ân trọng không gián đoạn, đã thường xuyên tu tập như lý, như pháp, như sự thiện xảo. Và các sở hữu Bồ Đạt Già La căn tùy thành thục mà chưa khéo biết rõ phương tiện thiện xảo, thì ở nơi các việc sở hữu cũng chẳng thể biện biệt được. Và các sở hữu Bồ Đạt Già La căn đã thành thục, khéo biết rõ phương tiện, tu tập có gián đoạn thì chẳng thể nhanh chóng được thông tuệ. Hoặc các sở hữu Bồ Đạt Già La căn đã thành thục, khéo biết rõ phương tiện, tu tập không gián đoạn, nhưng tu tập chưa xuyên suốt, thì ở nơi sở hữu sự nghiệp của chính mình chưa thành tựu trọn vẹn. Hoặc các sở hữu Bồ Đạt Già La căn đã thành thục, khéo biết phương tiện, đã tu tập không gián đoạn, tu tập xuyên suốt, vị kia ở nơi việc sở hữu đều năng thành tựu trọn vẹn, cũng năng nhanh chóng thành tựu thông tuệ. Ở nơi sở hữu sự nghiệp cần làm của chính mình đã thành tựu trọn vẹn. 17. Các ma. Tóm lược có bốn chủng, các việc làm của ma có vô lượng loại. Các thầy du già sinh tu quán hành phải khéo rõ biết khắp, cần chân tránh xa lìa. Sao gọi là bốn ma? Một, uẩn ma. Hai, phiền não ma. Ba, tử ma. Bốn, thiên ma. Uẩn ma là năm thủ uẩn, phiền não ma là hết thảy phiền não trong ba cõi, tử ma là những hữu tình kia, từ chủng 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 hữu tình kia chết đi. Thiên ma, khi hành giả tinh cần tu tập phẩm thiện thủ thắng, muốn cầu vượt qua ba loại ma là uẩn ma, phiền não ma, tử ma, có vị trời xanh tối thượng ở dục giới được đại tự tại, muốn gây tạo chướng ngại phát khởi vô số sự việc nhiễu loạn, đây gọi là thiên ma. Phải biết trong đây nương bốn loại sau mà kiến lập bốn loại ma, hoặc chỗ nương của sự chết, hoặc năng khiến chết, hoặc chính là sự chết, hoặc ở nơi sự chết mà gây tạo việc chướng ngại không thể vượt qua. Vì nương nơi việc đã sanh, đã nhập năm thủ uẩn hiện tại mới có sự chết, do phiền não nên chiều cảm sự sanh về sau, đã sanh rồi liền có sự chết đi. Các loại hữu tình mạo cần đã dứt nên chết đi. Đây là tự tánh của chết. Người tinh cần tu thiện vì muốn siêu vượt sự chết, lúc đang gia hạnh, thiên ma đại tự tại kia bèn gây chướng ngại, do bị chướng ngại, hoặc ở nơi pháp tử chẳng thể thoát ra, hoặc trải qua nhiều thời gian dài rất khó khăn mới có thể vượt thoát. Lại, mà đối với những người kia cũng có lúc tạm thời không được tự tại, đó là hàng dị sanh ly dục đạo thế gian, hoặc ở khoảng này, hoặc sanh ở nơi kia, hoặc mà đối với kia được đại tự tại, đó là đối với người chưa ly dục, ở trong tay ma, ma tùy muốn mà sai khiến, hoặc người ly dục đạo thế gian bị sự trói buộc của ma, chưa thoát khỏi lưới ma, do đây ác sanh trở lại cõi này. 18. Việc làm của ma. Đó là lúc muốn giành khỏi các sở hữu thiện pháp đang dẫn xuất ly, mà bị sức đắm trước các dục tăng thượng, liền trở lại thối xả, phải biết đấy tức là việc làm của ma. Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh mật hộ căn môn, mà đối với các sở hữu sắc thành hương vị xúc pháp và ái, do chấp giữ tướng hảo, tâm vui thích thú nhập, phải biết đấy tức là việc làm của ma. Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh ăn uống biết lượng, mà đối với các thức uống ăn mỹ vị không quân bình, do dục tham ái tầm vui thú nhập, phải biết đây tức là việc làm của ma. Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh đầu đêm cuối đêm, siêng năng tụ tập tỉnh thức du già, đối với ngủ nghỉ do lực của giải đãi lười biếng tầm vui thú nhập, phải biết đây tức là việc làm của ma. Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh an trụ tránh biết, mà ở nơi sự nghiệp đến đi, hoặc thấy trẻ nhỏ thiếu nữ sắc đẹp mạnh khỏe, do chấp giữ tướng đẹp không như lý tầm vui thú nhập, hoặc thấy các sự việc tốt đẹp của thế gian tầm vui thú nhập, hoặc ở trong hiểu nghiệp nhiều sự tạo tác tầm vui thú nhập, hoặc thấy chúng tại gia và xuất gia vui chơi ổn tạp, hoặc thấy bạn ác cùng chung sống hỗn tạp, liền sanh tùy hỷ theo tầm vui thú nhập, phải biết đây tức là việc làm của ma. Đối với Phật pháp tăng, đối với khổ tập diệt đạo, đối với đời này đời khác, nếu sanh nghi hoặc, phải biết đây tức là việc làm của ma. Khi sống nơi à làm nhã trốn không nhàn, dưới gốc cây gò mà tịnh thất không nhàn, nếu thấy sự việc đáng kinh đáng sợ đồng dựng đứng, hoặc thấy hình tượng sa môn bà la môn, hoặc thấy hình tượng của người hoặc vị nhân bỗng nhiên xuất hiện, khuyên bảo xả phẩm bạch, khuyên gìn giữ phẩm hắc không như chánh lý, phải biết đây tức là việc làm của ma.
hoặc đối với lợi dưỡng cung kính sừng khen tầm vui thú nhập, hoặc ở nơi sự tàn tiện mong cầu nhiều thứ, chẳng biết vui đủ, phẫn hận, phú não, kiêu căng dối trá, là chỗ đối trị với pháp trang nghiêm của sa môn, tầm vui thú nhập. Vẻ biết đây tức là việc làm của ma, hết thảy các loại sự việc của ma như vậy có vô lượng vô biên, tất cả đều là việc làm của bốn loại ma, tùy theo chỗ hiện hành, phải rõ biết trần tránh. 19. Ba nhân duyên. Do ba nhân duyên bậc chánh tu hành tinh cần phát khởi hướng đến đều không có kết quả. Những gì là ba? Một, do các căn chưa được huân tập chứa nhóm. Hai, do không thuận theo sự dạy trao. Ba, do lực đẳng chỉ yếu kém. Hoặc có các căn vẫn còn chưa huân tập chứa nhóm, để có sự thuận theo dạy trao, đường lực đẳng chỉ mạnh mẽ hương thạnh, nhưng sự tinh cần phát khởi hướng đến đều không có kết quả. Hoặc có các căn tuy đã huân tập chứa nhóm, lực đẳng chỉ cũng lại mạnh mẽ hương thạnh, nhưng không đạt được sự thuận theo dạy trao, thì sự tinh cần phát khởi hướng đến đều không có kết quả. Hoặc có các căn tuy đã được huân tập chứa nhóm, cũng lại thành tựu sự thuận theo dạy trao, mà lực đẳng trì không mạnh mẽ hương thạnh, sự tinh cần phát khởi hướng đến vẫn không có kết quả. Hoặc có các căn đã được huân tập chứa nhóm, đã thành tựu sự thuận theo dạy trao, có lực đẳng trì mạnh mẽ hương thạnh, thì sự tinh cần phát khởi hướng đến quyết định có kết quả. Như vậy gọi là do ba nhân duyên khiến không có kết quả, do ba nhân duyên quyết định có kết quả.